Trong tập trước, Thạch Hạo đi đến thiên nhân tộc cùng Vân Hy, sau đó, hắn được họ dẫn đến Phi Tiên Thạch, bảo vật quý giá nhất của thiên nhân tộc, có chứa đạo kinh vô cùng quý giá. Tuy nhiên, toàn bộ thiên nhân tộc chưa từng có ai có thể nhấc được khối đá này lên. Thạch Hạo trong lúc cảm ngộ đạo kinh trong Phi Tiên Thạch mà vô tình nhấc bổng nó lên, khiến toàn bộ thiên nhân tộc chấn động. Nhưng cũng vì thế mà thân phận của hắn dần bại lộ, khiến thiên nhân tộc nảy sinh ý định giết người đoạt bảo. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Bên hồ nước xanh thẳm, một mình Thạch Hạo dõi bước, vừa đi vừa nhắm cảnh, hắn thở dài, mưa to gió lớn trong tương lai hắn thấy ngột ngạt trong lòng. Hả? Bỗng nhiên hắn cảm thấy cơ thể cứng ngắt, sau lưng xuất hiện một luồng sức mạnh thần bí cố định hắn lại, thánh huy trong sáng từ trong hư không buông xuống bao phủ lấy thân thể của hắn. Ồ, tên nhóc này trước giờ chưa hề hiện ra hình dáng thật của mình, đây mới chính là diện mạo của hắn. Trong cung điện, mấy vị thiên thần đều lộ vẻ khác thường, nhìn chăm chăm người trong gương. Đây là bảo kính có một mặt, có thể chiếu xuất ra hình dáng thật của bất kỳ ai, hơn nữa còn có thể chiếu rõ bí mật của thần hồn. Sao ta cảm thấy quen thế? Có một vị thiên thần nghi ngờ, thế nhưng cũng không có kịp nghĩ nhiều, chỉ phát hiện ra chuyện không đúng. Ngừng lại, có người kêu lên, bởi vì phát hiện nơi mi tâm của Thạch Hạo đang chảy ra một tia máu, xương trán suýt nữa thì rạn nứt. Việc này khiến cho mấy vị thiên thần hoảng sợ, nhanh chóng thu lại cốt kinh, không dám soi sáng nữa vì sợ thân thể của thiếu niên kia tan rã. Bảo thuật thật là lợi hại, hắn sợ người khác tìm hiểu thức hải của mình cho nên bản thân đã khắc xuống phù văn bảo vệ, muốn ngọc đá cùng vỡ. Thiên thần thích thắc nói. Bên hồ nhỏ, thân thể Thạch Hạo chấn động, khôi phục lại tự do, hắn ngửa đầu nhìn trời sau đó lao đi vết máu nơi mi tâm, trong lòng chấn động mạnh, vừa nãy có người muốn nhìn thấy nguyên thần của hắn. Nếu không phải trải qua mấy ngày này, hắn dùng côn bằng phù, luân hồi văn, lôi đỉnh pháp, khắc vào nguyên thần để bảo vệ bản thân, thì sớm đã bị người kia xâm nhập vào trong thức hải rồi. Đây chính là cấm chế mà hắn đã bố trí cho bản thân, nếu như thiên thần cố gắng mở ra ý thức hải của hắn thì đầu lâu của hắn sẽ rạn nứt. Tiêu vong cùng bảo thuật. Đúng lúc này, giữa bầu trời truyền tới tiếng vang phá không, khí thế kinh khủng tràn ngập, mấy vị thiên thần giáng lâm. Cách đó không xa, Vân Hy và U Vũ đang sóng vai với nhau cũng nhìn thấy, hai người dắt tay nhau tới đây, vừa khéo lại thấy thiên thần ra tay bắt lấy Thạch Hạo. Lão tổ, người đang làm gì vậy? Vân Hy giật mình, vội vàng hỏi. Vân Hy, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, dù có sờ sờ trước mặt cũng không phải là sự thật. Một vị thiên thần mở miệng, người này không chỉ lừa ngươi mà còn lừa cả chúng ta, hắn không chỉ là hoang mà còn có thân phận khác nữa. Thiên thần thích thắc nói, cái gì, là ngươi? Vân Hy sợ hãi, nàng khó mà tin được thiếu niên này lại không có chết, làm sao lại trở thành hoang, đi tới thượng giới. Ngươi, tại sao lại giấu, không nói cho ta biết sự thật? Vân Hy hỏi, ta cái gì cũng không nói thế nhưng vẫn bị thiên nhân tộc bắt giữ đây thôi, nếu ta nói ra có lẽ sẽ thảm hơn nữa. Thạch Hạo châm biếm nhìn về phía họ, ngươi sao không nói rằng, ngươi là Thạch Hạo? Vân Hy run giọng, ta một đường huyết chiến, bảo vệ mấy chục vạn dặm. Các người thử tự hỏi lòng mình, như thế có giả tạo được không? Đây chính là báo đáp mà các người dành cho ta. Âm thanh của Thạch Hạo rất lớn, ánh mắt trong suốt nhìn tất cả mọi người, vẻ mặt của mấy đại thiên thần đều lạnh lùng đứng yên nơi đó, cứ như là từng ngọn núi lớn đè ép khiến người khó thở, mỗi người đều được sương mù bao phủ, ánh mắt lạnh lẽo. Bên ngoài Thiên Chi Thành, có khách quý tới, nhạc trống cùng vang, mấy vị thiên thần tự mình nghênh tiếp ra ngoài, vô cùng long trọng. Khách tới là một người trung niên đi đầu, mặt như ngọc, chỉ có con mắt rất tang thương và sâu lắng, hàn khí vũ hiên ngang, dáng người to lớn, vườn quanh khí hỗn độn đồng thời kèm theo hào quang năm màu. Xin chào thần chủ Khổng Tước, thiên thần thích thác có chút cẩn trọng, nếu như có Thạch Hạo ở đây thì nhất định sẽ nhận ra, bên cạnh thần chủ Khổng Tước có một người, là người quen của Thạch Hạo, lúc này đôi mắt như kẻ trộm tìm kiếm xung quanh. Thiên nhân tộc không nói gì, đã sớm chú ý tới hắn, bởi vì chỉ có mình hắn đang ở thần hỏa cảnh, thực lực yếu nhất, đối lập hoàn toàn với những Khổng Tước đầy đáng sợ kia. Vị đạo huynh này không biết xưng hô ra sao, một vị chân thần hỏi, thần chủ Khổng Tước đi phía trước nên có thiên thần tiếp đón, mà người này dù sao cảnh giới cũng không cao nhưng lại đi phía sau hiển nhiên thân phận không bình thường, cho nên tiến tới chào hỏi, bần đạo Cầu Kỳ, ha ha. Người này bắt đầu cười lớn, nói, ta có duyên phận cực sâu với tộc các ngươi, đạo lữ của ta chính là thiên nhân tộc, hắn chính là Khổng Cầu Kỳ, cũng chính là những ngốc tử năm xưa, nhờ vào trận pháp của thiên nhân tộc để tới thượng giới, Vân Hy đâu? Bé gái đó phải gọi ta một tiếng là cô tổ phụ. Khổng Cầu Kỳ tóc đen như mực, con mắt rất sáng cười nói, thiếu niên hoang kia đang ở Thiên Chi Thành. Thần chủ Khổng Tước hỏi, ta rất hiếu kỳ, muốn gặp truyền nhân lôi đến này, muốn cảm ứng trên người hắn một chút, xem thử có khí tức tiên hay không. Mấy đại thiên thần của thiên nhân tộc vẻ mặt cứng đờ, quả nhiên là muốn như thế, bọn họ khó mà lảng tránh được, một là đối phương đủ mạnh, hai là quan hệ kết minh, nếu như đắc tội với người này thì hậu quả khó lường được. Cuối cùng, thiên thần thích thác sai người áp giải Thạch Hạo tới đây. Có người đứng đậy, muốn dẫn Thạch Hạo đi,
Trên đường đi, Hồng Cầu Kỳ vẫy vẫy tay, nói, các người đi đâu đó, đi dẫn hoang. Một vị chân thần đáp, trong một tòa thạch thất, mùi máu tanh gai mũi, đi vào không bao lâu thì Thạch Hạo đã trúng mười mấy kiếm, thân thể bị xuyên thủng, máu tươi đầm đìa, cảnh tượng rất thảm. Sau khi những ốc tử đi tới thì thấy một người be bét thịt, cả người đỏ sẫm, chiến bào bị phá tung, bị kiếm đâm rất nghiêm trọng. Thạch Hạo ngẩng đầu, vừa nhìn liền nhận ra Khổng Cầu Kỳ, đó chính là những ốc tử ở thạch thôn năm đó. Hắn từng nhìn thấy dáng vẻ sau khi Khổng Cầu Kỳ hóa thành hình người. Nhị ngốc tử, hắn mở miệng, tuyệt không ngờ rằng lại có thể thấy một vị cố nhân ở nơi này. Con mẹ nó, ai gọi ta? Khổng Cầu Kỳ tức giận, ngoại trừ ở dưới hạ giới ra thì ai dám gọi hắn như thế. Hiện giờ hắn chính là thành viên thuộc dòng chính của Khổng Tức tộc, thuộc về kẻ mạnh của phái Trẻ Trung. Ngươi là... Rất nhanh hắn trợn tròn hai mắt, nhìn thấy chân thân Thạch Hạo, quả thật không cách nào tin được. Tiếp theo lông tơ nổ lốp bốc, đây chính là kết quả của vui mừng tức giận đan xen. Con mẹ hắn, đứa nào làm, là lão điên nhà ông hả? Trong giây lát thất thần sau đó thì nhị ngốc tử lập tức giận dữ, hơn nữa nổi giận lôi đình. Hắn nhìn thấy Thạch Hạo cả người đầy máu, có tới mười mấy vết thương bị xuyên thủng từ trước ra sau, quá thê thảm mà, lại bị cha tấn dần vào tới nước này, tổ cha tổ tông nhà ngươi. Nhị ngốc tử chửi ầm lên, thật sự rất tức giận thế nhưng vẫn chưa hề mất đi lý trí, truyền âm hướng ra bên ngoài, nói, hoang, một đường hộ tống thiếu nữ thiên tài của tộc nhà ngươi, máu chảy dài mấy chục vạn dặm, các ngươi đối xử ân nhân như thế này đấy hả? Ta muốn chất vấn thiên thần của thiên nhân tộc các ngươi. Nhị ngốc tử kích động, vui mừng, nói năng lộn xộn thế nhưng cũng rất tỉnh táo, đề phòng thật nghiêm mật không cho tên quản ngục tới gần. Ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Thạch Hạo lo đi vết máu nơi khóe miệng, thế sự thật khó liệu. Không cần lo lắng, thần chủ của Khổng Tước tộc biết Liễu thần có quan hệ không nhỏ, dù là thiên nhân tộc cũng không làm khó được ngươi. Nhị ngốc tử nói, lúc này trong cung điện hùng vĩ, một đám người nghe được nhị ngốc tử gào to khi nãy thì lộ vẻ khác thường. Đưa đứa nhỏ kia về đây, thần chủ Khổng Tước mở miệng. Rất nhanh, Thạch Hạo máu tươi đầm đìa cùng với nhị ngốc tử tức giận được dẫn tới, tạo nên sự kinh dị cho tất cả mọi người trong điện. Lão tổ, đây không chỉ là hoang, hắn là huynh đệ ở hạ giới của con, tới từ thạch thôn thần bí kia, là đệ tử của Liễu thần, người nhất định phải cứu hắn. Tiếp đó, nhị ngốc tử chửi ầm lên, đứng thẳng trong cung điện, chỉ thẳng mặt từng cường giả của thiên nhân tộc, nói, các ngươi còn có lương tâm không vậy hả? Huynh đệ của ta bảo vệ thiên tài tộc ngươi trở về, kết quả lại bị đối xử như vậy, muốn bảo thuật của hắn, còn muốn chém cả chân thân của hắn nữa hả? Lương tâm của thiên nhân tộc các ngươi bị chó ăn rồi à? Một người liều mạng bảo vệ thiên tài của các ngươi, hy vọng của tương lai, kết quả lại rơi vào kết cục này, không sợ làm trái tim của người khác nguội lạnh à? Từ nay về sau thì ai dám giao du với các ngươi nữa? Khổng Cầu Kỳ tức giận, chỉ mắng từng người một trong cung điện to lớn này, hắn chửi ầm lên, nước miếng văng tung tóe, thiếu chút nữa đã văng đầy mặt của một vài chân thần rồi. Thậm chí có mấy lần hắn định phun thẳng mặt thiên thần thế nhưng thấy hơi quá trớn, dù là Khổng Tước tộc cũng sẽ trách phạt hắn cho nên phải nhịn lại. Hắn trở thành kẻ tù tội của bộ tộc ta tất nhiên là phạm vào sai lầm lớn, những chuyện này sau này hắn nói. Thiên thần thích thắc nói, không muốn đề cập tới vấn đề này nữa. Hắn nhìn về thần chủ Khổng Tước nói, tiền bối, đây chính là hoang, tiền bối hãy xem từ có khí tức của lôi đế hay không. Hắn muốn thần chủ Khổng Tước tra xét sau đó sẽ mang Thạch Hạo đi, bởi vì hắn cảm nhận được vẻ dị thường trong ánh mắt của vị chủ của Khổng Tước tộc này. Mấy vị, người này có chút nhân quả với ta, ta nghĩ sẽ bảo vệ hắn một mạng. Thần chủ Khổng Tước mở miệng, trong lời nói mang theo vẻ tang thương còn có một loại uy nghiêm. Cách đó không xa, nhị ngốc tử lộ nét mừng, hắn biết mình đã thắng ván này, thần chủ quả nhiên có chút quan hệ với Liễu thần. Năm đó, khi hắn tới thượng giới, chỉ vì trong tay có một cành nhỏ của Liễu thần nên mới được thần chủ coi trọng, sau đó trở thành thành viên dòng chính, tiền bối có nhân quả với hắn. Mọi người của thiên nhân tộc biến sắc, dù là thiên thần cũng nhíu mày, cảm thấy không lành. Sư tôn của hắn có ân với ta, thần chủ Khổng Tước đáp, cái gì? Mấy đại thiên thần thất kinh, một vài chân thần cũng suýt nữa nhảy dựng lên, là nhân vật cỡ nào vậy lại có ân với thần chủ của Khổng Tước tộc, việc này hơi dọa người. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.